Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với một video này thì bên em quay chi tiết nội tạng của dòng SUV khi bên em mới cập bến. Bên em cập bến trong lô hàng này thì về được mã SUV đơn và SUV kép, như đặc biệt là của mã DK. Mã DK thương hiệu đến từ Anh Quốc này. Đây là một quả SUV đơn từ 220 chạy côn 100. Đấy, SUV đơn 50 này. Đẹp nhá, này cụ từ kinh khủng, cụ từ rất VIP và được sử dụng là màng chống nước này, màng gần quốc kinh khủng. Đấy, rất đẹp, rất chất nha các bác nhá. Màng châu bò, màng này quá châu bò nha các bác nhá. Thì quả SUV này mà cất lên cái tiếng của nó thì rung cửa rung nhà. Đây là quả SUV nha, đây bên em đang để ngửa lên nhá. Nó là SUV hầm và mặt nhá. Đấy, mặt lưới phủ kín bên này. Thiết kế thì vẫn như là SUV mặt. Check tận dụng khoảng không âm trầm của bên trong và âm trầm tạo ra cái lực mặt úp đất nhá. Các bác nghe sử dụng quả SUV này sẽ cảm nhận được cái chất âm của nó. Tận dụng tối đa khi màng dao động, khi màng bass dao động lực đẩy màng ra đằng trước nó vẫn có cái âm, và khi thụt vào bên trong ấy, khi màng dao động âm xuống đằng trước và âm đằng sau, nó tận dụng tối đa cái lực âm, nên các bác nghe cái quả SUV này nó rất êm, rất phê nhá. Em sẽ quay cái công suất đằng sau. Đấy, thông số công suất như các bác nhá. Quả SUV này hoạt động công suất khoảng 600W là các bác có thể kéo được, và công suất chịu đòn của nó lên đến 2400W một cặp. Đây là một cặp, nhưng công suất mắc của nó là lên đến 1200W nhé. Đây là SUV của hãng DK Daraking, nó cùng thương hiệu của dòng đẩy LA 600, 800 hay 400 nổi tiếng, bên em vẫn cung cấp rất nhiều cho các bác nhé. Dòng SUV DK rồi. Có mã model của nó là model của nó KH180W. Đấy, model của nó nhá. Các bác thông cảm khi quay nó hơi bị ngược một chút. Đấy, rất nhiều nhá. Khi hàng về thì bên em đều tháo hết ra để kiểm tra nội thất từng quả SUV một. Bên em về rất nhiều nhá. Đây. Đúng của nó là như thế này. Đây mặt úp xuống dưới nhá, úp đất nhá. Nên khi đậy lưới vào, đậy lưới vào nó sẽ rất đẹp nha các bác nhé. Đấy, SUV DK này. Sau đây là bụi bẩn nhé, bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho các bác rất nhiều. Bên em đều phải tháo hết ra, tháo tất tần tật các quả SUV ra. Và đặc biệt đây là một quả SUV kép 50 nhé, từ 220 côn 100. Đấy, bên em về được mấy cặp SUV kép này. Quả này thì bạo lực, những bác nào mà không gian rộng hay dùng sự kiện thì quả SUV kép DK này thì nó là lựa chọn số 1 cho các bác nhé. Hàng SUV hãng chính hãng nhé, của hãng DK Daraking. Và phía bên trong này thì anh em cũng đang tháo lắp những quả SUV rất nhiều nhé các bác nhé. Các bác hãy cùng chiêm ngưỡng những quả SUV khi bên em về rất nhiều. Đấy, đây là một quả SUV. Đây là một quả SUV nhé, cũng đã được tháo ra này. Đây. Đây là một model khác của dòng SUV DK, vẫn là SUV DK nhé, như cái lưới của nó khác một chút. Đây, cái lưới của dòng SUV DK này thì nó sẽ hơi chếch một chút. Đây, đấy, quả SUV này thì thiết kế rất đẹp nhé, nó là SUV DK. Vẫn hãng DK nhé. Đây, SUV DK. Rất đẹp, rất chất. Đây là một quả SUV kép này. Bên này cũng là một quả SUV kép nữa này. Đấy, đây này, cái bát SUV kép của DK này, đẹp không? Dòng SUV kép này thì nó được sử dụng bát cấu hình của RCF này. Bát RCF này. Rất chất nha các bác nhé. Cực phê luôn. Đây là những cái mốc của thùng nhá, cái thùng gỗ mà để trong
trong phòng hát ấy. Đấy, đây là trong phòng. Đây là những quả súp này ở trong cái phòng bay bên nước ngoài. Nó bị ẩm thôi. Cái này lau đi mà kệ nó, không vấn đề gì các bạn. Rất chất nhá. Này, em sẽ ngửa cái quả bát này lên để các bác được chiêm ngưỡng cái quả bát này. Các bác nhìn thấy lớp sắt từ kinh khủng không? Đẹp. Quá đẹp nha các bác nhá. Rất nhiều những quả súp khi bên em về, bên em đã tháo ra cho anh em vệ sinh. Sẽ vệ sinh sạch sẽ gửi đến tay các bác nhé. Những bác nào đặt hàng thì các bác alo cho em nhé. Đẹp không? Các bác nhìn những quả súp. Đây là những mốc nhá. Mốc của gỗ, mốc gỗ. Và báo giá các bác những quả súp này thì bên em đang cung cấp có giá vào 5.800.000 quả súp này. Cực kỳ chất lượng cho các bác nhé. Các bác có nhu cầu về những quả súp hơi bát 50, các bác alo cho em. Và giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.